Hi. Xin chào. Xin chào. God dag. Xin chào. Xin chào. Hvordan går det? Khỏe không? Khỏe không? Kommer du fra Europa? Bạn từ châu Âu đến à? Bạn từ châu Âu đến à? Kommer du fra Amerika? Bạn từ châu Mỹ đến à? Bạn từ châu Mỹ đến à? Kommer du fra Asia? Bạn từ châu Á đến à? Bạn từ châu Á đến à? Hvilket hotell bor du på? Bạn ở khách sạn nào vậy? Bạn ở khách sạn nào vậy? Hvor lenge har du vært her? Bạn ở đây bao lâu rồi? Bạn ở đây bao lâu rồi? Hvor lenge skal du være her? Bạn ở bao lâu? Bạn ở bao lâu? Liker du deg her? Bạn có thích ở đây không? Bạn có thích ở đây không? Er du på ferie her? Bạn đi du lịch ở đây à? Bạn đi du lịch ở đây à? Du må besøke meg en gang. Bạn hãy đến thăm tôi đi. Bạn hãy đến thăm tôi đi. Her er adressen min. Đây là địa chỉ của tôi. Đây là địa chỉ của tôi. Ses vi i morgen. Ngày mai chúng ta có gặp nhau không? Ngày mai chúng ta có gặp nhau không? Beklager, jeg har allerede planer. Xin lỗi. Ngày mai tôi đã có việc. Xin lỗi. Ngày mai tôi đã có việc. Ha det bra. Tạm biệt. På gjensyn. Hẹn gặp lại nhé. Hẹn gặp lại nhé. Ha det så lenge. Hẹn sớm gặp lại nhé. Hẹn sớm gặp lại nhé. Bestefaren. Người ông. Người ông. Bestemoren. Người bà. Người bà. Han og hun. Ông và bà. Ông và bà. Faren. Người cha. Người cha. Moren. Người mẹ. Người mẹ. Han og hun. Cha và mẹ. Cha và mẹ. Sønnen. Người con trai. Người con trai. Datteren. Người con gái. Người con gái. Broren. Người anh. Người em trai. Søsteren. Người chị. Người chị gái. Onkelen. Người cậu. Người cậu chú bác. Tanten.
Người gì? Người gì, cô bác? Vi är en familj. Chúng tôi là một gia đình. Chúng tôi là một gia đình. Familjen är icke liten. Gia đình không phải nhỏ. Gia đình không phải nhỏ. Familjen är stor. Gia đình lớn. Gia đình lớn. Jag. Tôi. Tôi. Jag och du. Tôi và bạn. Tôi và bạn. Vi två. Chúng tôi. Chúng tôi. Han. Anh ấy. Anh ấy. Han och hon. Anh ấy và cô ấy. Anh ấy và cô ấy. Vi två. Hai người bọn họ. Hai người bọn họ. Mannen. Người đàn ông. Người đàn ông. Kvinnan. Người đàn bà. Người đàn bà. Barn. Đứa trẻ con. Đứa trẻ con. En familj. Một gia đình. Một gia đình. Familjen min. Gia đình của tôi. Gia đình của tôi. Familjen min är här. Gia đình của tôi đang ở đây. Gia đình của tôi đang ở đây. Jag är här. Tôi ở đây. Tôi ở đây. Du är här. Bạn ở đây. Bạn ở đây. Han är här och hon är här. Anh ấy ở đây và cô ấy ở đây. Anh ấy ở đây và cô ấy ở đây. Vi är här. Chúng tôi ở đây. Chúng tôi ở đây. Dere är här. Các bạn ở đây. Các bạn ở đây. De är här alla sammen. Họ ở đây hết. Họ ở đây hết. Var är vi? Chúng ta ở đâu? Chúng ta ở đâu? Vi är på skolan. Chúng ta ở trường học. Chúng ta ở trường học. Vi har undervisning. Chúng ta có giờ học. Chúng ta có giờ học. Det är eleverna. Đây là các học sinh. Đây là các học sinh. Det är läraren. Đây là cô giáo. Đây là cô giáo. Det är klassen. Đây là lớp học. Đây là lớp học. Vad gör vi? Chúng ta làm gì? Chúng ta làm gì? Vi lärer. Chúng ta học. Chúng ta học. Vi lärer ett språk. Chúng ta học một ngôn ngữ. Chúng ta học một ngôn ngữ. Jag lärer engelsk. Tôi học tiếng Anh. Tôi học
tiếng Anh. Du lærer spansk. Bạn học tiếng Tây Ban Nha. Bạn học tiếng Tây Ban Nha. Han lærer tysk. Anh ấy học tiếng Đức. Anh ấy học tiếng Đức. Vi lærer fransk. Chúng tôi học tiếng Pháp. Chúng tôi học tiếng Pháp. Dere lærer italiensk. Các bạn học tiếng Ý. Các bạn học tiếng Ý. De lærer russisk. Họ học tiếng Nga. Họ học tiếng Nga. Det interessant å lære språk. Học ngôn ngữ rất là thú vị. Học ngôn ngữ rất là thú vị. Vi ønsker å forstå folk. Chúng tôi muốn hiểu những người khác. Chúng tôi muốn hiểu những người khác. Vi ønsker å snakke med folk. Chúng tôi muốn nói chuyện với những người khác. Chúng tôi muốn nói chuyện với những người khác. John er fra London. John từ London đến. John từ London đến. London ligger i Storbritannia. London ở bên Anh. London ở bên Anh. Han snakker engelsk. Anh ấy nói tiếng Anh. Anh ấy nói tiếng Anh. Maria kommer fra Madrid. Maria từ Madrid đến. Maria từ Madrid đến. Cô ấy nói tiếng Tây Ban Nha. Hun cô ấy spansk. Nói tiếng Tây Ban Nha. Hun snakker spansk. Peter og Marta kommer fra Berlin. Peter và Marta từ Berlin đến. Peter và Marta từ Berlin đến. Berlin ligger i Tyskland. Berlin ở bên Đức. Berlin ở bên Đức. Snakker dere tysk begge to? Hai bạn nói tiếng Đức à? Hai bạn nói tiếng Đức à? London er en hovedstad. London er en hovedstad. London là một thủ đô. London là một thủ đô. Madrid og Berlin er også hovedsteder. Madrid và Berlin cũng là thủ đô. Madrid và Berlin cũng là thủ đô. Hovedstedene er store og bråkete. Các thủ đô vừa lớn vừa ồn. Các thủ đô vừa lớn vừa ồn. Frankrike ligger i Europa. Nước Pháp ở châu Âu. Nước Pháp ở châu Âu. Egypt ligger i Afrika. Nước Ai Cập ở châu Phi. Nước Ai Cập ở châu Phi. Japan ligger i Asia. Nước Nhật Bản ở châu Á. Nước Nhật Bản ở châu Á. Canada ligger i Nordamerika. Canada ở Bắc Mỹ. Canada ở Bắc Mỹ. Panama ligger i Mellomamerika. Panama ở Trung Mỹ. Panama ở Trung Mỹ. Brasil ligger i Sør-Amerika.
Brazil ở Nam Mỹ. Brazil ở Nam Mỹ. Jeg leser. Tôi đọc. Tôi đọc. Jeg leser en bokstav. Tôi đọc một chữ cái. Tôi đọc một chữ cái. Jeg leser et ord. Tôi đọc một từ. Tôi đọc một từ. Jeg leser en setning. Tôi đọc một câu. Tôi đọc một câu. Jeg leser et brev. Tôi đọc một lá thư. Tôi đọc một lá thư. Jeg leser ei bok. Tôi đọc một quyển sách. Tôi đọc một quyển sách. Jeg leser. Tôi đọc. Tôi đọc. Du leser. Bạn đọc. Bạn đọc. Han leser. Anh ấy đọc. Anh ấy đọc. Jeg skriver. Tôi viết. Tôi viết. Jeg skriver en bokstav. Tôi viết một chữ cái. Tôi viết một chữ cái. Jeg skriver et ord. Tôi viết một từ. Tôi viết một từ. Jeg skriver en setning. Tôi viết một câu. Tôi viết một câu. Jeg skriver et brev. Tôi viết một lá thư. Tôi viết một lá thư. Jeg skriver ei bok. Tôi viết một quyển sách. Tôi viết một quyển sách. Jeg skriver. Tôi viết. Tôi viết. Du skriver. Bạn viết. Bạn viết. Han skriver. Anh ấy viết. Anh ấy viết. Jeg teller. Jeg teller. Jeg teller. Tôi đếm. Tôi đếm. Tôi đếm. Tôi đếm. En, to, tre. Một, hai, ba. Một, hai, ba. Jeg teller til tre. Tôi đếm đến ba. Tôi đếm đến ba. Jeg teller videre. Tôi đếm tiếp. Tôi đếm tiếp. Fire, fem, seks. 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 7 8 9 Jeg teller. Tôi đếm. Du tôi teller. Đếm. Du teller. Bạn đếm. Bạn đếm. Han teller. Anh ấy đếm. Anh ấy đếm. En, den første. Một, người thứ nhất. Một, người thứ nhất. To, den andre. Hai, người thứ hai. Hai, người thứ hai. Tre, den tredje. Ba, người thứ ba. Ba, người thứ ba. Fire,
Den fjerde. 4. Người thứ tư. 4. Người thứ tư. 5. Den femte. 5. Người thứ năm. 5. Người thứ năm. 6. Den sjette. 6. Người thứ sáu. 6. Người thứ sáu. 7. Den sjuende. 7. Người thứ bảy. 7. Người thứ bảy. 8. Den åttende. 8. Người thứ tám. 8. Người thứ tám. 9. Den niende. 9. Người thứ 9. 9. Người thứ 9. Unnskyld. Xin lỗi bạn. Xin lỗi bạn. Hva klokka? Bây giờ là mấy giờ ạ? Bây giờ là mấy giờ ạ? Tusen takk. Cảm ơn nhiều. Cảm ơn nhiều. Klokka ett. Bây giờ là một giờ. Bây giờ là một giờ. Klokka to. Bây giờ là hai giờ. Bây giờ là hai giờ. Klokka tre. Bây giờ là ba giờ. Bây giờ là ba giờ. Klokka fire. Bây giờ là bốn giờ. Bây giờ là bốn giờ. Klokka fem. Bây giờ là năm giờ. Bây giờ là năm giờ. Klokka seks. Bây giờ là sáu giờ. Bây giờ là sáu giờ. Klokka sju. Bây giờ là bảy giờ. Bây giờ là bảy giờ. Klokka åtte. Bây giờ là tám giờ. Bây giờ là tám giờ. Klokka ni. Bây giờ là chín giờ. Bây giờ là chín giờ. Klokka ti. Bây giờ là mười giờ. Bây giờ là mười giờ. Klokka elleve. Bây giờ là mười một giờ. Bây giờ là mười một giờ. Klokka tolv. Bây giờ là mười hai giờ. Bây giờ là mười hai giờ. Ett minutt har 60 sekunder. Một phút có 60 giây. Một phút có 60 giây. En time har 60 minutter. Một tiếng có 60 phút. Một tiếng có 60 phút. En dag har 24 timer. Một ngày có 24 tiếng. Một ngày có 24 tiếng. Hengivenhet. Cảm tình. Sinne. Cơn giận dữ. Sinne. Cơn giận dữ. Nỗi buồn chán. Kjedsomhet. Tillit.
Sự tin cẩn. Kreativitet. Tính sáng tạo. Krise. Cuộc khủng hoảng. Nysgjerrighet. Tính hiếu kỳ. Nederlag. Sự thất bại. Depression. Trầm cảm. Fortvilelse. Nỗi tuyệt vọng. Skuffelse. Sự thất vọng. Mistillit. Sự nghi kỵ. Tvil. Sự hoài nghi. Drøm. Giấc mơ. Utmattelse. Sự mệt mỏi. Frykt. Nỗi sợ. Krangel. Cuộc cãi lộn, đánh lộn, tranh đấu. Vennskap. Tình bạn. Moro. Niềm vui thú. Sorg. Nỗi đau buồn. Grimase. Vẻ nhăn nhó. Lykke. Niềm hạnh phúc. Håp. Niềm hy vọng. Sult. Cơn đói. Interesse. Mối quan tâm. Glede. Niềm vui. Kyss. Nụ hôn. Ensomhet. Sự cô đơn. Kjærlighet. Tình yêu. Melankoli. Nỗi u sầu. Stemning. Tâm trạng. Optimisme. Sự lạc quan. Panikk. Sự hoảng loạn. Forvirring. Sự lúng túng. Raseri. Cơn thịnh nộ. Avvisning. Sự chối từ. Forhold. Mối quan hệ. Oppfordring. Yêu cầu. Skrik. Tiếng la hét. Trygghet. An ninh. Sjokk. Cú sốc. Smil. Nụ cười. Ømhet. Sự dịu dàng. Tanke. Ý nghĩ. Tankefull. Sự trầm tư. Kulepenn. Bút bi. Pause. Giờ giải lao. Dokumentmappe. Cái cặp sách. Fargeblyant. Bút chì màu. Konferanse. Hội nghị. Konferanserom. Phòng họp. Kopi. Bản sao. Adressarkiv. Thư mục. Perm. Tệp tin. Arkivskap. Tủ hồ sơ. Fyllepenn. Bút máy. Brevkurv. Khay thư tín. Markør. Dụng cụ đánh dấu. Notatbok. Quyển vở. Notatblokk. Tập giấy ghi chép. Kontor. Văn phòng. Kontorstol. Ghế văn phòng. Overtid. Giờ làm thêm. Binders. Cái kẹp giấy.
Blyant. Bút chì. Hullmaskin. Dụng cụ dập lỗ. Safe. Két sắt. Blyantspisser. Gọt bút chì. Makulert papir. Giấy cắt vụn. Makulator. Dụng cụ cắt vụn. Spiralbinding. Đóng gáy, tài liệu, xoắn ốc. Stift. Ghim kẹp, hình chữ U. Stiftemaskin. Dụng cụ dập ghim kẹp. Skrivemaskin. Máy đánh chữ. Arbeidsplass. Trạm làm việc.